những cái dòng loa mid bass thì anh em mình vừa làm loa bass thông thường để lấy cả cái giải âm trầm hoặc lấy cả cái giải âm trung lúc được, hoặc là anh em có thể cản nó lại chỉ lấy âm trung không cũng được anh em nhé. Cái dòng mid bass thì anh em mình phải đáp ứng được cái gì, nó phải có một cái độ trung, nó phải tươi sáng thì mới làm được điều đó. Ví dụ đây là một con này, nó có bass 16,6 thì cái đường kính của nó là thuộc cái họ nhà anh em gọi trung 16. Phiên bản này thì bên mình đã phân phối ra cũng khá lâu và cho tiếng bass rất là hay cũng như tiếng trung rất là ngọt ngào, nên anh em mình vừa có thể làm nó trung hoặc là vừa có thể làm nó bass được nhá anh em nhé. Còn dòng mid bass là chất lượng rất tốt, sản xuất tại China 100%, và anh em mình thấy là cái phiên bản này này, cái đít đằng từ này là do hàng của nhà máy họ để lâu họ tồn động đấy, thì nó bị hơi dỉ cái đít sắt trong này, có bên trong có viên từ khác nhé. Đó, còn bát bắt mới 100%, chưa bắt ốc. Do mình thanh lý được nên giá thành là cũng khá là êm để anh em sở hữu một cái đôi bát mid bass như này anh em nhé, rất là êm mà tiếng nó hay anh em, rất là hay. Mình sẽ bật nhạc lên này anh em nghe thử này, bật nó sẽ nói luôn đấy, đấu rồi. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn sân tái tên. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về, trên trường anh bước đi. Có nàng hẹn đôi mi ngóng theo. Quý vị các bạn mới nghe thì đây, nó cho anh em mình trải nghiệm bát lên rất là tốt ở trong cái bát 16 anh em nhé. Bát 16 thích hợp với quý vị các bạn có những cái âm ly công suất nhỏ, ghép để làm loa cây, hai đường tiếng, ba đường tiếng, bốn đường tiếng anh em nhé. Mình xin nhắc lại đây gì, đây là bát 16 nên anh em mình như là công suất nó rất là vừa thôi. Những dòng này nó chỉ rơi vào tầm vài chục watt thôi anh em nhé, nó chỉ rơi vào tầm 75 watt đổ về thôi, rất là dễ ghép âm ly. Anh em mình ghép 2 bát 3 bát tùy anh em nhé, đã tùy công việc anh em để chế cháo. Và giá bán cho một đôi này hiện nay mình đang bán ra là 500.000 đồng, mình sẽ bao ship. Đây là giá bán cho một đôi anh em nhé, rất là hay cho dòng bát này. Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp với bên mình để mình tư vấn và chào anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này.